Bạn có thích ngồi sau xe máy phân khối lớn không? Em rất thích và đó là đam mê của em, tại vì trước đây em cũng có từng chơi mô tô. À, bây giờ hãy cùng chào đón hành khách số 2. Chào đón bạn trên chuyến bay của chúng tôi. Em tên là Hoàng Minh, hiện tại là đang kinh doanh về mô tô và là một YouTuber về mô tô luôn. Em muốn hỏi là lý do chia tay, cái mối tình gần đây là như thế nào? Mối tình gần đây là cái mối tình mà gọi là phải là anh buồn nhất, và cái mối tình đã giúp anh phát triển hơn. Sau khi mà anh tốt nghiệp thì thất nghiệp luôn. Bạn gái thì muốn có một cái chỗ dựa vững chắc nhưng mà Minh không làm được. Hồi đó lúc mà đi học á, Minh cũng rất là thích mô tô, nhưng mà đang sinh viên mà đâu có thể chơi được. Minh có rủ bạn đó đi chơi, tự nhiên đùng cái là mình rủ người ta không đi nữa. Rồi một ngày đẹp trời thì mình thấy người ta cùng với một anh mô tô chạy ngoài phố. Và mới hỏi ra thì người ta nói là người ta không thích anh nữa, người ta còn một cái người như vậy chững chạc hơn. Vậy hiện tại thì anh đã quên cái mối tình đó chưa hay là vẫn còn? Anh thấy là anh rất là cảm ơn cái bạn nữ đó. Chính bạn nữ đó làm như vậy cho nên anh mới có được ngày hôm nay. Hiện tại là anh vừa làm vlog mô tô và vừa bán xe luôn. Anh có sở hữu rất là nhiều mô tô. Một nụ cười, tôi thấy là có một cái gì đó hài lòng ở trong đó, đúng không ạ? Thực ra thì em xưa giờ em nói rồi, em rất thích đàn ông nào mà chân thật. Cái gì mà thật á, là nghe nó vô trái tim hơn. Em rất là thích cái cách thể hiện của bạn này. Mời bạn hãy mở hành lý đầu tiên. Run quá à, để anh. Bí mật của em là có rất nhiều cô gái theo đuổi. Bạn thấy sao, đánh giá thế nào khi vừa biết bí mật này? Em thấy đó rất là bình thường, tại vì thật sự đối với bản thân em cũng vậy. Quan trọng là những cái cô gái đang theo đuổi anh á, nếu mà biết sau này khi anh có bạn gái, anh có tương tác lại với những cô gái đó hay không thôi. Hiện tại anh có rất là nhiều người theo đuổi, nhưng mà do công việc quá nhiều và không có cô gái nào mà thực sự thích cái sự bên trong của mình. Anh muốn một người chỉ cần quan tâm mình và hợp với mình, hiểu được mình, với lại hiểu được cuộc sống của mình, thông cảm cho mình. Mình chỉ sống một lần, yêu cho hết lòng và chân thành là được. Anh đồng ý với em, nhiều người theo đuổi là việc của người ta, còn mình có để bị bắt hay không ấy lại là câu chuyện khác. Thậm chí á, nếu nhiều người thay đổi mà mình chiến thắng họ còn vinh dự nữa, đúng không? Mà cái chàng trai mà không có gái nào theo đuổi á, mà mình tấn công á, đôi khi nó cũng hơi uổng. Nhưng mà bé ơi, hồi nãy giờ khi mà cái hình ảnh xuất hiện trên này nhá, là ai cũng wow lên, bản thân chị cũng nói trời ơi, trời ơi, sái ca xuất hiện. Nhưng mà thật sự là lúc mà ảnh nói cái gì cũng vô gu hết. Nhưng mà em phải đề phòng, đàn ông luôn luôn tạo cho em một cái ảo ảnh đầu tiên. Mà em đã bị như vậy thì em hay bị dính thuốc, nên em cứ bình tĩnh chờ đợi tiếp những cái hành lý kế tiếp đi. Hãy cứ bình tĩnh. Cảm ơn bạn đã đến với chuyến bay của chúng tôi. Hãy giữ hành lý của mình.